Xin chào anh em. Hôm nay thì uh, bên Shop uh, tiếp tục cập nhật th cập nhật thêm cho anh em ba mẫu dòng sản phẩm đến từ uh, Citizen. Mình có thể nói là Citizen thì uh, có À, cho hiện tại tại thị trường Việt Nam bây giờ nhá, à, để mà nói mà Citizen thì có ít anh em biết hơn là so với Oren và Seiko, nhưng mà nói thật với anh em nếu như mà anh em nào mà chưa trải nghiệm qua những cái mẫu đồng hồ đến từ nhà Citizen thì em à, duy khuyên thật anh em nên một lần trải nghiệm qua à, những cái mẫu đồng hồ đến từ Citizen, cam kết cho anh em là không bao giờ để lại cái sự thất vọng cho anh em tại vì nè à, đối với cái dòng thương hiệu này thì bên em Duy đã kinh doanh rất là lâu rồi và ngày hôm nay à, Hân hạnh à, phục vụ với anh em ba mẫu hàng về mới dòng từ Suzosa ở phiên bản mới tại shop của em vừa cập bến thêm với ba mẫu này thì em đang có ba màu khác nhau chỉ duy nhất về được có ba chiếc thôi anh em nhé ba màu khác nhau ở đây thì em đang có mặt xanh này mặt đỏ đỏ ngói và một chiếc nữa ở đây thì chúng ta sẽ có là một chiếc mặt trắng anh em À, với ba mẫu này thì nó đều là hàng full box mới 100% Với mức giá em sẽ công bố luôn cho anh em ở đầu video Và bắt đầu em sẽ và công bố giá trước và em sẽ vào những cái chi tiết sau à, Thì với ba mẫu dòng sản phẩm này em đang để giao lưu với anh em mức giá chỉ có là 6 triệu rưỡi thôi Hàng mới và nô mới về anh em nhé Đó nô mới về thì em sẽ nên ba chiếc này và em sẽ nói review cho anh em luôn À, anh em nào mà xem được video này thì nếu như mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ sớm nhé tại vì là cũng đang có rất là nhiều anh em đang nhắn tin và chờ hàng. Thì uh, <laughs> nếu như mà được thì em sẽ giao lưu với anh em nào vị khách đầu tiên và nhắn tin và chốt nhắn tin và chốt cọc sớm thì em sẽ gửi đi trước nhá. Và bên em sẽ có ship code đi toàn quốc, nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán và sẽ có chính sách bảo hành 5 năm. Có vấn đề gì thì anh em cứ gửi lại cho anh em và em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em thoải mái. Ờ à, với chính sách bảo hành thì anh em sẽ có những gì đầu tiên năm thứ nhất là sẽ có hỗ trợ 100% miễn phí về máy móc kể cả do nỗi người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em và các chú 50% chi phí à, ví dụ như anh em spa pa hay là no dầu định kỳ cho máy thì bên em sẽ hỗ trợ hết nhá à, đầu tiên em sẽ nên cho anh em là ba chiếc này đó với ba mẫu dòng sản phẩm này nhắc lại cho anh em thêm một lần nữa về cái mức giá sẽ là 6 triệu 500 nghìn là miễn phí ship tận nhà và bảo hành 5 năm Anh em nào mà hợp với màu nào thì em có thể để chốt luôn ở trên video này nhé Hoặc là liên hệ sớm cho em luôn qua hotline là 0347 808 219 Hoặc là kết bạn Zalo cho em số này để có thể là giao lưu chi tiết nhất với nhau Về cái mẫu dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái form size cũng khá nhỏ và vừa với cổ tay thị trường Việt Nam hiện tại là cái form này nhé nó sẽ là form 39 uh, anh quay khoảng độ tầm uh, gần 40 anh em. 39.7 và 39.8 thôi. nó nói chung là form nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ đeo, lịch sự và thanh lịch với một cái thiết kế form dáng rất là giống Rolex. Đó với cái bộ dây President cùng với đó là cái mặt kính sapphire và thêm cả cái phần kính zoom ở góc 3 giờ nữa thì nó cấu tạo nên một cái form phải nói là uh, 96 97% là giống Rolex anh em ạ. trước uh, chiếc này đến từ Citizen, đó, Nhật máy nhật luôn anh em nhé mặt trắng này mặt đỏ và mặt xanh thì em có luôn à, có hỗ trợ dạ quang mức giá 6 triệu rưỡi quá giao nư và hợp lý cho anh em rồi với mặt kính sapphire chống chảy xước cùng với đó là bộ cọc số kẻ vạch có phủ dạ quang luôn sẽ có logo citizen góc hướng 12 giờ và dòng máy này chúng ta sẽ có máy cơ automatic à, còn về phần mặt đáy thì ở đây chúng ta sẽ có mặt đáy hở với búa văng là bố văng của nhà citizen luôn có dòng chữ japan này nó có máy 8210 Uh, và em này thì sẽ có thông số chống nước 53, tương đương với 50m, thì với cái thông số này thì anh em có thể là mang đi mưa, tắm, 8... giặt, dạ. ok nhá, đừng mang đi uh, hạn chế, mang đi bơi và nặn giúp em, không nên mang đi nặng uh, Chúng ta sẽ có dòng chữ thêm nữa là for Sapphire Crystal, kính sapphire nguyên khối và cái bộ vỏ của chiếc này, phải nói với anh em là nó được hoàn thiện cực kỳ là tinh tế luôn. Uh, thứ nhất là thép không dỉ nó sẽ chống mài mòn chống sức xăm và chống oxy hóa rất tốt và ở đây thì em đang có ba mẫu nhá ba mẫu mặt đỏ mặt trắng và mặt xanh anh em nào muốn giao lưu với em thì có thể liên hệ sớm cho em với ba màu này đó đặc biệt là cái màu mặt đỏ thì đây là cái màu mà uh, khá lâu rồi mà bên em chưa có về được và hôm nay thì cũng đã cập bến sẵn cho anh em với cái màu đỏ này rồi đó để cho anh em nào hợp mệnh hỏa thì anh em có thể là chơi hoặc là anh em hợp với màu đỏ thì anh có thể tham khảo nhé Còn ví dụ những cái màu xanh này chúng ta sẽ có một cái màu xanh kiểu xanh dương khá đẹp và nổi với cái phần viền của nó sẽ là phần viền màu đen đó con này thì ba chiếc này thì nó thiết kế giống y hệt nhau nó chỉ khác nhau với cái màu mà thôi anh em nhé và mức giá cũng là 6 triệu rưỡi đồng giá cho anh em thì anh em nào có nhu cầu mua và trải nghiệm thì có thể liên hệ sớm cho em duy à, qua hotline em để trên góc trái màn hình nhé cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em